không có bất kỳ mối hận thù nào trong kinh doanh hết. Khi chúng ta ôm một mối hận thù trong kinh doanh với bất kỳ ai, khách hàng, đối tác, đối thủ, bất kỳ ai, thì bạn sẽ làm cho trong mình có chứa những cái nỗi niềm không tích cực, và nó khiến cho công việc kinh doanh của bạn sẽ xảy ra những hậu quả không tích cực. Đọc kỹ thêm trong cuốn Quản lý nghiệp. Bạn gieo một cái hạt mầm không tốt thì bạn sẽ nhận một cái kết quả không tốt. Bạn đi ra một cái sóng tín hiệu không tốt ra ngoài thị trường thì bạn sẽ nhận một cái hậu quả. Cho nên không ôm bất kỳ một mối hận nào. Trong kinh doanh cũng giống như trong chơi trò chơi vậy. Chúng ta sẽ có những lúc thắng và có những lúc thua. Thắng thì ăn mừng, nhưng thua thì hãy nhớ bài học gì, chứ không phải là hận ai.